Rồi, chào buổi sáng ngày 9 tháng 12 2022 anh em cô chú ơi. Giờ đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh. Cũng còn mấy cái Đồng Tháp anh em cô chú. Giao xe 67 anh em cô chú ơi. Những này gì quen mấy chiếc Liên Thái cho anh em cô chú xem. Đăng ký có 4. Quá trời Liên Thái cao cấp của ông chủ này luôn anh em cô chú ơi. Thật ra nói ngay cũng có một số cái món có thay những cổ đồ của xe. Ví dụ như đã nó kẹt nó thêm một số chia sẻ của mấy anh em là mình phải quay cộng lại cái không cho lắc cái điện thoại nữa. Còn chiếc bìa này chưa hề đụng vô áp máy nào hết, cái bộ cao chưa mở áp ra trời luôn. Rồi cái nuôi có cái đường nước nhỏ để là viên bãi số nè anh em cô chú. Mấy người chơi xe 67 riêng là doanh nhân thành đạt không đâu cô chú ơi. Ngưỡng mộ mấy ông anh lớn tuổi này. Trăm đẹp rồi, trăm là đẹp rồi. 66 anh em cô chú. Cái bô này là nó riêng theo xe luôn hay là mình còn á? Bô đó là nó theo xe đời 2002. Thì nó le ra cái đuôi ra phải không? Nó hơi giận ra. Đó là cái bô còn kho. Rồi. Giờ. Cho nên nó có mới vậy trong dần rồi cái đầu trong nó còn mới sạch. Bốn số mà còn đẹp quá anh em cô chú. Nhưng mà tôi rửa chùa qua vậy đó. Chứ còn tôi không phải là mình không biết nhưng mà mình mua cái mà người ta chạy bừa đó nó bị dơ. Giống như cái nhà mình mới cất á, ông vô ông nói nghe nó vang vang hẳn. 67-95 triệu này có chủ hả nè cô chú? Giao cho ông anh ở Đồng Tháp. Ông chết đồ như vậy, ông nó đâu còn vang như cái nhà mới dọn đồ đâu. Thì cái bô mình nó cũng vậy. Vô vậy thấy bên ngoài mới nhưng mà người ta chạy tăng nó thay bạc rồi, ta chạy nó cũ nó ra khói, nó vô đây cứ thôi. Đó thì như vậy là nó rút hồ sơ luôn hả anh em, tháo bản số rút hồ sơ. Quay quanh vòng phong cảnh nhà cho anh em cô chú xem nhà của chủ mới quá thành đạt anh em cô chú ơi, ngưỡng mộ hết sức. Thấy cái Liên Thái khủng không, vòng rào anh em cô chú. Ra ngoài đường rồi quay sơ sơ cái chào anh em cô chú, chúc anh em cô chú luôn lúc nào cũng gặp nhiều thuận lợi trong công việc, dồi dào sức khỏe anh em cô chú.